sáng mùng 1 rồi. Khiêm qua nhà cô Hai, Khiêm bấm chuông nè, có cá màu vàng thật là rực rỡ luôn. Đâu, quay lại đây, quay lại đây. Quay lại nhìn chút coi. Rồi, chị Hai đâu, vô luôn. Yeah, yeah, hai cô Hai. Thấy chưa, rực rỡ chưa? Cô Hai thấy không? Rồi, Khang với Khiêm vô trước nha. Vi vô sau nha, để Khang với Khiêm vô nhà cô Hai đập đất nè. Đó. Đập đất phải nhanh nè, đây là mẹ mình đây. Wow, mẹ có áo thiệt đẹp mẹ. Quay lại mẹ. Đó, áo mẹ thiệt đẹp đúng không? Đây là cô Hai nè. Wow, thiệt là đẹp luôn. Nhà tụi nó vàng hết nha. Rồi, hello mọi người. Bây giờ chuẩn bị là mình sẽ vô chúc Tết nhà của chị Hai mình để mình kiếm tiền lì xì. Đây là chị Hai mình đây. Hôm nay mùng 1 Tết nè. Ai cũng đẹp hết nè. Đó, má ra má ra luôn đi. Nhà này á, chị đẹp. Em thì nó đẹp kém em. Không biết ai đẹp ai nhưng mà thấy mình lên cái là sát vô liền luôn. Tiếp vào chụp hình liền. Không biết ai đẹp hơn ai thì mình không biết nha. Cái này hành động nó thể hiện nó nói lên hết rồi. Đó, có thêm một người mình đó. Mình một cái đó, cái sát vô nữa này, con sát vô nữa. Má, mùng 1 đừng đội mũ, trong nhà anh lùng á. Má nhớ không? Đúng rồi. Đó, má phải bỏ mũ ra, nó mới cao. Rồi đây baby. Đó, thêm một thế hệ nữa. Má, mới thấy con thấy con bây giờ là. Mọi người có hai là thấy con là chị là. Rồi baby. Mấy con bồ cũ nó thấy. Đòi Hai biết đường nào mà trả cơ sao? Hai xài sao mà hao dữ hả? Trả lại người hồi xưa đây. Mẹ của mình trùm. Trùm đầu trùm cuối vậy đây. Mình là trùm gì đó. Đây, bây giờ bao nhiêu đó nghỉ rồi lên đây. Đầu năm năm mới bà nội chúc xuân. Mẹ chúc xuân con. Chúc Tết rồi thầy. Có gì không? Có gì không? Phải có gì mà nói chuyện. Bây giờ bên trong nó là cái gì vậy? Để biết cái chút giải con gắn con gắn sao biết bây giờ. Nói không công gì là. Đọc nhiều khi thì có bị không vậy nhưng mà nó có đọc. Tầm một chút một tiếng. Chút hai tiếng. Cỡ trăm thì chút được một câu. Ủa mời đi chúc Tết luôn không? Năm mới con chúc má bạn sự như ý, dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Con cháu thì bây giờ chúc đại đạt chắc hơi trễ rồi. Thôi. Vỗ tay. Tội nghiệp chị Hai không à? Tất cả đều vui vẻ, an khang, thịnh vượng, bao cháu được có mẹ, chúc con thành lộc con. Chúc đàng hoàng như thế chứ bây giờ tay ngon này nè, chúc đi. Tuổi già tiền đầy túi sống trăm năm gần gần bớt ra bớt chửi để con cháu nó vui bớt phát chịu lại vậy đó với lại là đừng có để cái sách lại cho con Hai phải nói vậy. Hai phải nói má. Nổi tiếng, càng ngày càng nổi tiếng. Coi như là phớt làng quân chút đi. Con chúc bà nội năm nay có thành công với gia đình, đầy ấm cúng, rồi tiền tàm cũng lớn, rồi chi ra nhỏ mặt tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin đó. Cà phê phin.
Xì nữa. Là xì là đổi hả? Ăn đi đêm. Ồ, không có đổi được đâu, bây giờ đổi không? Hên xui. Hên xui nha. Nếu mà coi nhiều hơn con chịu nha. Ít hơn chịu, bây giờ không có được bòi lại. Không có được bòi lại. Ok không? Hên xui mày đuổi nha. Hên xui mày đuổi nha. Còn cái bệnh này nhiều nha. Yeah. Nó mở rồi. Yeah. Nó mở rồi, được con rồi. Giống nhau bằng nhau. Nãy giờ ba tụi mình lỗ à? Bảy bên đây. Con hai nghèo là phải
này phê à? Nó phải đi ra ngoài nhiều. Chưa ngồi được. Đứng đây rồi. Rồi, bây giờ nghiêm. Đứng đây. Đứng đây.
Cái câu này hay đó con. Rồi, để chị Hai xích vô. Ố, Kim lên lên chứ. Rồi, Kim đâu, tới chị Hai. Kim đâu? Kim đâu, đứng đây chuẩn bị nè. 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 Chuẩn bị rút cho mày chuẩn bị phát. Chúc ba nó mì mạnh khỏe. Duy trì một, có một cái schedule ngủ và làm việc tốt. Và làm việc thăng tiến. Vợ chồng này nó ngủ hình như là trái giờ sao là... Con rồi cái nó chắc toàn là phải ngủ schedule trở lại không biết nữa. May mắn tới với mình. Rồi lúc nào cũng vui vẻ bên gia đình. Đi chơi nhiều hơn. Rồi ok, năm mới à, mẹ chúc ba chị em con ngoan ngoãn, học tập tốt, mạnh khỏe. Đó, ba mẹ chỉ cần bấy nhiêu đó thôi nha. Rồi hứa ha, rồi ba có điều gì nói với mấy con không? Ba chúc tụi con chơi ít, học nhiều. Cái gì? Chơi ít học nhiều. Chơi ít học nhiều. Ba đứa rồi sao nhìn đó. Game ít, homework nhiều. Ok. Ăn nhiều. Nói ngủ nhiều. Cái thằng mà cần nghe là nó cần nghe. Tắm nhiều. Kẻ tắm nhiều. Đánh răng nhiều. Rửa mặt nhiều. Rửa mặt nhiều. Nhìn như cái nhà này nó ở dơ lắm sao. Chúc toàn là tắm với đánh răng rồi không à, trời ơi. Thôi là phải ngủ sớm. Ok, follow the schedule. Mẹ mày ngủ không make giờ the schedule and follow the schedule. Ok. Stop telling a lie. Not cheating me again. Ok. You and Kim cheating me a lot of time. So stop cheating. Stop telling a lie. Okay? And we'll be better. Today is a better yesterday. And tomorrow you will be better today. Okay? Rồi. Rồi, đây. I love all of you so much. Okay. Yeah, big heart. Okay. Thank you. Oh boy. Khóc. Nói trúng tim đó giờ nó khóc. Nói giờ nó trúng rồi. Đây bây giờ hên xui. Ở đây là có nhiều có ít. Ai mà hên thì chọn được cái nhiều. Ai mà xui thì nó sẽ là cái ít. Ba ưu ái cho con đầu tiên. Hên xui nha, ok, cái này nó giống như game board. Mỗi okay. Người lấy một bao đỏ và một mỗi người một cái. Xong rồi là check inside immediately, ok? Không, check mỗi người một bao đỏ và màu xanh. Mỗi người một bao đỏ màu xanh, wow. Giá trị khác nhau. Đây là một bịch của ba, một bịch của mẹ. Bịch nào mà nhiều là của ba, bịch ít là của mẹ. Ok? Đã tự rút chân. Tự rút, yeah, ok. Kim rút à, của con đâu? Đó, ưu tiên cho cho chị Hai trước này lớn. Chị Hai được ưu tiên, không, ưu tiên là nhỏ trước. Rồi, Kim. Một màu xanh và một màu đỏ. Xanh, màu đỏ. Hên xui nha. Này,
chơi ráng chịu nha. Ok rồi, tới cho Khang. Ưu tiên cho nhỏ. Ứng bà là đó con. Còn lại là Vi, hai Vi. Ok rồi, ok. Chúc tụi con năm mới vui vẻ. Dạ. Nha, làm những gì tụi con thích, sống những gì tụi con muốn. Ok, hiểu không? Ít khóc không? Chơi những gì tụi con muốn chơi. Yeah, nhưng mà stop game nha, stop game. Muốn ngủ lúc nào ngủ. Coi như power snap rồi. Power nap. Power nap. Power nap. Mới học được thêm cái từ power nap. Yeah. Power nap. Lúc nãy ba nói nhớ không? Cái bịch nào nhiều là ba, ít là mẹ, ok? Ai mà cho tụi con nhiều hơn là người đó sao? Thương nhiều hơn. Con lấy hai cái này là được thôi, con lấy hai cái màu xanh được rồi. Lấy cái màu xanh được rồi. Làm gì đó. Không quên. Con mình được thêm tiền. Con ai chăm mấy? Chưa mấy quá. Ăn nhiều bao lớn thôi.
wish? I wish that what you wish to have good relationships with your friends, to be successful, to be successful in anything that you can do. So Chen, right, a good relationship with a friend, family, right? How about wife? Do we need to maintain a relationship? Yes. Okay, thank you, God. Thank you so much. Yeah, I also wish you a good student, a good son. Eat long, right? Growing up fast. And okay, try to be better. Yeah, every day. Okay. Cái này lucky money, right? Lucky money. Mọi cái con là học giỏi, mạnh khỏe, lúc nào cũng vui vẻ. Record it, okay? To buy one more house for me. Tô cứ 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 Come on, one more thing. Exercise more. Yeah, right? Exercise more. Eat healthier. Exercise more. Eat healthier. Mommy đâu có yêu anh như con nữa đâu đúng không?
He's my baby. No, no. Happy New Year, con. What happened to Sướng và Đã? Cái đó gần Khang. Nhã nó dạy Khang. Nhã nó dạy Khang sao chứ mấy cái này mong mấy không có dạy con kiểu đó. Sướng là đi, con kiếm ra đi hả? Sướng là Sướng là happy à sao? Love you all the time. Okay. And you want us to let you be more independent, earn our trust, okay? Yeah. So we like you're responsible. Terry, and give me a big hurt because you know the inside is 100 bucks. Bà không được bully em nghe không? Đó, coi chị hai nè. Không mọc đông này em tự làm á. Không mọc đông chút. Không có bully em nha. Đây là anh hai chị hai. À, Happy New Year anh hai chị hai nha. Chúc mừng năm mới em. Dạ. À, anh chị ơi, mình qua đây đẹp không nè cả nhà. Wow, công nhận đẹp thiệt. Mình mà có con gái thì nó giống như Trang như nhỏ này nè. Quá phải chọn, nó vô luôn rồi. Bon chen rồi. Wow, hai cháu. Nếu vậy chị hai với cô hai phải qua bên không? Đúng rồi, đó. Vậy đó. Ôi, chị hai có buồn rồi. Quá thật luôn. Hả? Quả. Ok, hôm nay đứng thẳng người lại xong chị hai biết là có hai đứng thẳng của em luôn. Đó, ok, được đó. Mở qua nó làm nhìn chúng ta quên. Rồi bây giờ con kêu mấy một hai ba làm hối với bụng vô nha. Hối với bụng vô. Chị muốn thả được cái gì thật không? Chị muốn thả được cái gì thật không? Thả tim, tim. 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 À, ok nè, được đó. Thì ổn mà nè. Nhìn chị hai, cười lên, xin chi. 1, 2, 3, chi. Thả tim kia. Thả tim không? Nhà mình thả tim một cái đi. Thả tim như này, ai làm tim đẹp nhất? Nào cái tim như này, yeah, good job Kim. Rồi, để thấp xuống kia, thấp xuống ở dưới bụng này. Rồi, đúng rồi. Đây. Chị hai chưa? Chị
xuân đã đến bên người, xin người hãy đừng quên nhé em. Rồi phát biểu cảm nghĩ, năm nay Tết Tân Sửu đoàn viên, chị nghĩ như thế nào? Chị nào? Bây giờ chị lớn nhất á. Chị Trâm. Rồi. Bây giờ chị có muốn ví dụ như là có mơ ước có bạn trai mới hay là có muốn tâm sự gì đó, gì chia sẻ cái gì không? Đến với bà con đến với... Năm mới, năm Tân Sửu này tôi cũng không có mơ ước gì hơn nữa. Giờ chỉ mơ ước cho gia đình con tôi và cháu tôi được khỏe mạnh và an vui, gia đình được hạnh phúc và vui tươi. Đó là niềm vui nhất của cuộc đời tôi còn lại. Không còn cái gì nữa là mơ ước khác. Sự thật là xin nói với các bạn và tất cả bà con, chị em, con cháu ở bên Việt Nam, niềm hân hạnh nhất là giờ phút này tôi được vui với gia đình và con cháu tôi tại ở đất Hồ Kỳ này, quê hương ở Hồ Kỳ này. Ngày 1 Tết năm Tân Sửu. Cuộc sống có viên mãn không? Cuộc sống thấy nó có sung sướng không? Cuộc sống là rất là ý nghĩa và hạnh phúc. Thôi. Xin chào các bạn. Má có thấy thiếu một nửa vậy không? Thôi. Không. Để năm mới có đặt mục tiêu con với chị Hai lên tìm một nửa cho má. Tìm bản thân. Đó là nhà. Đó là con tôi nó. Mơ ước cho tôi. Nào ước cho tôi. Mà tôi cũng muốn vậy á. Mơ ước gì nữa hơn là gia đình và con tôi và cháu tôi được hạnh phúc và vui tươi. Thả tim em á, rồi. Thả tim nha, thả tim dưới đỉnh cao quá, che mất mặt. Đó, để nghe ngực á. Rồi, đó. Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người năm Tân Sửu Phát tài. Phát lộc. Phát bình an. Đừng phát tướng là được. Phát gì cũng được, miễn đừng phát tướng là được. Có gì phát đó. Có cái gì phát cái đó. Rồi, mong mọi người một năm mới vui tươi, sức khỏe và tấn tài tấn lộc. Yeah. Vạn sự như ý, an khang và thịnh vượng. Yeah. Tình vượng, tiền đầy túi. Tin đây nha. Nguyên năm ăn luôn đó. Nóng hả? Wow.
ngon không Kim? Ngon không con? Ngon mà đúng không? Ok không Terry? Ủa chị hai đâu? Chị hai con đâu? Nên rồi. Nhưng mà đồ phần của chị hai đâu? Hai.